Bạc thau, tên khác, bạc sau, bạch hoa đằng, thảo bạc, chấp miên, bác túi. Bộ phận dùng, đoạn thân mang lá dài 30-50cm, thu hái quanh năm, lúc trời khô ráo, rồi phơi hoặc sấy khô ở nhiệt độ 50-60°C. Tính vị công năng, bạc thau có vị hơi chua, hơi đắng, nhạt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi thủy, giải độc, sát trùng, tiêu viêm. Công dụng, lá hoặc thân mang lá chữa ho, nhất là ho trẻ em, viêm phế quản cấp và mãn tính, bí đái, đái sắt, đái bút, nước tiểu đục, khí hư, bạch đới. Còn dùng chữa sốt rét, ngày 6-12g khô hoặc 30-40g tươi sắc uống. Dùng ngoài, lấy lá hoặc ngọn mang lá tươi, giã nát đắp vào chỗ gãy xương, lở ngứa, mụn nhọt để hút mủ và lên da non. Bài thuốc có bạc thau. 1. Chữa ho trẻ em. Bạc thau, chua me, xương sông, mỗi vị 6-8g tươi, giã nát, vắt lấy nước uống. 2. Chữa rong kinh, rong huyết. Bạc thau 30-40g tươi, giã nát, chế nước nguội vào, vắt lấy nước cốt uống, bã đắp lên đỉnh đầu. Bạc thau, ngải cứu, lá bạch đầu ông, mỗi vị 20g tươi, giã nát, vắt lấy nước uống. 3. Chữa kinh nguyệt không đều. Bạc thau 20g, rau rèn gai 8-16g, sắc uống. 4. Chữa khí hư bạch đới. Bạc thau, bạch đồng nữ, mỗi vị 30-40g tươi, giã nát, vắt lấy nước uống hoặc sắc uống. Loại khô dùng mỗi vị 15-20g. 5. Chữa vết thương, mụn nhọt chảy nước vàng. Lá khô tán bột miện, rắc hoặc lá tươi, giã nát đắp. 6. Chữa nổi mẩn, ngứa, ghẻ lở, rôm sảy. Lá được nấu lấy nước tắm, rửa. Dược Bảo Kỳ Nam, thuốc nam kỳ diệu xin kính chào quý khách. Bảo Kỳ Nam với tôn chỉ hoạt động, bảo tồn và phát huy những cây thuốc, bài thuốc nam có tác dụng kỳ diệu, giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người Việt một cách hiệu quả và tối ưu nhất.